vlog ở trong rừng thông các bạn. Bây giờ mấy cái rừng thông mà nguyên sinh như vậy giờ hiếm lắm. Bạt ngàn thông là thông, và thông mát mẻ và trong lành và không có bị muỗi nha các bạn. Ở đây thì chắc chắn là đi tìm bọ với ấu trùng, bọ cánh cứng là không có đâu, ít lắm. Đi mấy lần ở trong rừng thông đào cây rồi các kiểu không có đâu. Trong này thi thoảng mình lật mấy cái khúc cây mà nó mục, nó nằm dưới đất lâu năm thì may mắn thì mới gặp được con rết thôi. Mặc dù trời nắng nha các bạn, nhưng mà là không khí rất là mát. Tối nay mình sẽ kiếm chỗ để thắp đèn. Hy vọng là bắt được vài cặp ba sừng ha. Chỗ này hiện tại là Đắk Nông các bạn. Mình hôm nay đi thực địa ở Đắk Nông. Đây là cây nấm gì không biết, đẹp quá trời. Nhìn ấy rồi thôi xong. Nhìn bên ngoài giống như nấm đông cô các bạn. Ở đây có cái hố các bạn, giống như cái hào ấy, có bao đất để tấn kia nữa kìa. Chắc cái này ngày xưa là tập trận đồ ở đây rồi. Hố ngoằn ngoèo là tới đằng kia. Ở đằng kia nó có bậc đi lên trên đường. Nè, kiểu giống như vết tích của thời xưa, thời chiến tranh rồi. Wow, sâu ha, chắc là đi tuốt xuống dưới kia luôn á. Mà rong rêu rồi nó bám, chứng tỏ là lâu cũ rồi. Này núp 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 xuống đây không là, đây có cái đoạn này, hay là người đứng ở đây là để súng lên đây tá tôi đằng kia, né đạn, núp địch, né bom mìn. Trong cái thùng chả có gì hết, lật lật ra chỉ có mấy cái gì thôi, thì thoảng thấy con rết thôi, rết to lắm bằng ngón tay luôn á. Đi ở cái rừng thông đó các bạn, nó mát mà ít muỗi. Nếu mà chui xuống dưới mấy cái chỗ thấp 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 tối tối á là muỗi rồi thì sâu bọ đồ ve bắt tùm lum các bạn. Ô, đây có con gián đẹp đấy. Nhưng mà ở trên này thì không có con. Đi cũng khá nhiều lần trong cái rừng thông không có thấy bọ các bạn. Không thấy bọ, không thấy ấu trùng luôn á. Không hiểu sao trong này không có. Tất nhiên là những cái cây lá kim là ấu trùng nó không có ăn. Wow. Nếu mà đi từ sáng đến tối luôn các bạn là chỉ đi được con đồi thôi. Wow, đây là nhựa thông nè. Nhựa thông hàng xì. Thu thập nhựa thông về bán. Chưa lần nào mình đi ở trong cái đồi thông mà bắt được ấu trùng hay bọ. Ui. Nhìn cây mục thế đã ha. Đã có con gì đâu, rết với mối thôi. Mấy cái mà thấp thấp vậy là hay có rết lắm.
nắng rồi nhưng mà nhiệt độ rất là mát lắm. Tầm 25 26 độ thôi. Chỗ này cũng có cây nấm y chang lúc nãy các bạn. Đụng cái là gãy. À đây. Đẹp quá, nằm kế gốc cây. Đây là lá thông. Đẹp chưa? Lá tươi luôn. Có lẽ đối với người dân ở đây các bạn, mọi thứ nó bình thường. Tại họ sống ở đây quen rồi. Còn mình từ nơi khác đến nó thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng ngó được hết. Ở dưới kia có một cái đường dây điện màu trắng trắng này. Chắc là chuyển đi đâu để sử dụng vào trong sâu trong kia nữa. Mình nãy giờ tìm cái quả thông to to mà không có. Hay nó bị người ta lấy thu thập để bán hết rồi. Bờ các bạn. Hai bờ. Hai bờ. Bờ ế đây. Sổ 25.000 2 kg. Không có xuống. Mấy chế bóng hay là sần sùi nè ngon hơn. Sần sùi nó ngon, già đó. Ừ. Còn kiểu nó đi tới bỏ nó gì nó chọn cái trái bóng nó lạnh gì đó. Con bóng dễ nó sẽ thuốc nhiều luôn. Bóng thì nó đẹp. Ừ. Thế là mình không có thuốc à. Bơ là thiên nhiên luôn chứ thịt thuốc thì bóng khới nó chân. Bơ thiên nhiên giá rẻ. Ăn cũng thương cái bà chứ. Cái bà không biết tiền thịt thuốc. Cái không có tiền thịt thuốc. Bán ghẻ là xịt thuốc nó cắt lỗ banh sát không? Bán ghẻ là gần xịt thuốc nó lỗ banh sát. Ủa con bơi người ta gọi bơi được hả? Để chơi bơi. Nó to lắm. Wow. Ăn đi. Ăn đi. Xé cho cậu á. Thôi, thế đó ăn miếng à. Béo. 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 Ngày ngày. Nằm đá không ngán đâu kìa. Thôi ăn vậy mới ngon nào. Đây là cái bơ tròn các bạn. Úi dạ. Bơ tròn. Chưa tới mùa. Thế tháng 9 mới có. Nhưng còn đang còn nhỏ. Gốc nè. To chưa? Gốc bơ này 7 năm rồi đó. Wow, trái kìa. Quá trời trái luôn. Còn đây là sầu riêng. Mình đang ở trong vườn trái cây các bạn. Sầu riêng, sầu riêng. Riêng sầu, sầu riêng. Cây này có 3 trái rồi. Hết rồi. Kia cũng là cây bơ tròn luôn các bạn. Cao chưa? To. Lật mấy cái này lên nhiều khi là có con này con kia, có mấy chân chạy, không có gì ngoài cái tổ kiến thôi. Cà phê. Wow, xa trái chưa nè. Wow. Chào các bạn. À, sáng của ngày hôm sau ấy. Mình đang ở trong cái khu này, rừng nguyên sinh nó còn cũng khá nhiều. Nhưng mà
không có bò không ạ. Hôm qua mình cũng có thắp đèn nhưng mà thắp được có lúc thôi, không thấy có con gì hết. Chưa thấy con ba sừng. Trong này cây của rừng nguyên sinh còn khá là nhiều. Mình đang ở trong cái khu này, nó đại loại giống như là du lịch sinh thái, họ đang phát triển du lịch ở trong này. Đây là có thác nữa, có hồ, có thác. Đi vòng xuống dưới nữa là có đường vòng lên không? Buổi sáng sớm, bây giờ khoảng tầm 6 giờ. Mình đi ngân ngang xíu. Ồ, kia có cây làng. Làng bám đẹp chưa? Làng to. Đó. Nhì leo. Ở kia có cây nấm khổng lồ. Cây nấm bàng khổng lồ. Cái này, nấm này là nấm xi măng thôi. Mũi khá là nhiều các bạn ơi. Mũi nhiều lắm. Nãy giờ mình bị cắn quá trời. Hóc cày đẹp chưa? Không thấy có con gì. Trong ba lô mình lúc nào cũng có sẵn hộp, chỉ cần bắt được con bọ gì là có thể bỏ vào ba lô ngay lập tức. Thứ mà mình nhìn thấy nãy giờ chỉ có sâu lông với kiến thôi các bạn. Ê, đang còn nữa nè. Mùa này nó nhiều sâu lông vậy đó. Vượt sâu, cấm. Quá trời cấm. Hình như là cái đi thẳng cái đường này là vòng xuống thác nước. Mà bây giờ sáng sớm mà xuống thác nước là nó ướt lắm các bạn. Đứng ở chỗ này thì có thể nhìn thấy rừng nè. Và nhìn thấy bên kia. Quá trời luôn, mịt mù sương khói không. Sương phủ hết rồi, không nhìn thấy. Ở đây là đang trồng hoa màu. Ở đây chắc là của cái khu du lịch này họ trồng khai thác. Đây là ở đối diện cái chỗ nãy mình đứng các bạn. Mình đang đứng ở đây là bên trên cái thác. Thay thác đâu. Nãy là mình đang ở bên kia. Mình đi vòng ra đây. Vòng xuống đây. Vòng xuống đây mới nhìn thấy được thác.
Cảnh thì khá đẹp rồi, quá đẹp. Nhưng mà không có thấy bọ đâu. Những cái đồi chọc chọc kìa các bạn, cái nhỏ xíu này nè. Đó mà chơi quả đèn ngay đó là ngon đó. Chỗ nào nhìn thấy cũng ngon hết nhưng mà không có. Chỗ nào nhìn thấy cũng ngon, cũng ok hết nhưng mà không có bọ. À, tự đi bắt bọ về nuôi nó là một cái câu chuyện rất là thú vị ha các bạn. Chi phí để đi bắt bọ, tự tay mình bắt bọ về nuôi khá là cao, cao hơn so với mình mua. Nhưng mà nó có những điều thú vị khác ha. Phía bên kia là cái nhà hàng của cái khu này các bạn. Nhà hàng ngay bên rừng luôn. Về phía đằng bên kia nữa là toàn bộ là rừng nguyên sinh hết luôn á. À, cứ đi thẳng theo cái hướng này nè. Qua bên kia nữa là vườn quốc gia Bù Gia Mập các bạn. Ở đây là giáp với vườn quốc gia. Thì đi thực địa tìm ấu trùng bọ cánh cứng, mấy cái chỗ như thế này là lý tưởng nhất các bạn. Chứ không lý nào mình đi thẳng thừng vào rừng để mình bắt rồi ha. Chỉ ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ thì các bạn có thể có điều kiện để đi vào rừng tìm bọ thôi. Trong này mình thấy có mấy con bướm khá đẹp. Nhưng mà thôi không có bắt, có mấy con. Bạn nhìn thấy không? Cảnh sắc tuyệt vời luôn không? Quá đẹp. Đó. Wow. Rừng không ở rừng. Đây cứ tối tối là chỗ này thì có vẻ hơi cao các bạn. Kiếm được cái chiền nào thấp thấp hơn xíu nữa hoặc là đi tuột xuống gì nữa. Nhưng mà cái đoạn này mình đi tuột xuống nữa là nó nhiều cây quá mà nó không có thoáng. Ý mình đang muốn nói cái chỗ để đặt đèn các bạn. Quá trời, như Tây Nguyên luôn.